Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Tôn Pháp Chư Bồ Tát Kế Vô Biên Thanh Văn Chúng Cập Nhất Thiết Thánh Hiền Nguyện Khởi Quang Minh Đại Sân Thánh Tác Phật Sự Vô Quân Chư Chúng Sanh Giải Phát Bồ Đề Tâm Biến Thi Chư Vọng Nghiệp Biến Thành Vô Thượng Đạo. Nam mô Hương Cung Dường Bồ Tát. Nam mô Hương Cung Dường Bồ Tát. Nam mô Hương Cung Dường Bồ Tát Ma Tát. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 11 năm Quý Mão, đệ tử chúng con cung đối Phật thiện thành tâm để đầy hồng danh vạn Phật, nguyện hồi hướng công đức cầu nguyện ơn trên Tam Bảo chư thiên đông thần hộ pháp thị từ chứng minh gia hộ. Cuối xin các ban ngàn ca cấp cùng chư quan chức hợp từ bi xót thương cứu xét, giúp cho Phật sự chi dời và xây dựng mới ngôi Tam Bảo sớm được thành tựu viên mãn. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Đấng Phạm Vương Vô Thượng ấy, ba cõi chẳng ai bằng, để khắp trời người cha thành chúng bốn loại hùng niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ xứng cùng ước kiếp không cùng còn Phật chúng sanh tâm thượng đồng đẳng đạo cảm thông bạn người để châu vi đạo tràng mười phương sáng người trước bao thoại thân con ăn hiền đó xin thế nguyện quý chế tâm đánh đề thượng trụ tâm bảo. Thế tâm đảnh đề nam mô tam bảo giáo chủ điều ngự a mâu ni phật đương đại sanh di thật đại trí lắng thù sửa đời bồ tát.
sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chế tâm đảnh đề nam mô Tây Phương Cực Lạc Từ Đại Bi Di Đà Phật, Đại Bi Quan Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Vương Bồ Tát, Thánh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Tam
Tam Bảo Nam Mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Cuối đại đấng tam giới công quy mạng mười phương Phật, con nay phát nguyện kính vạn Phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ tam độ đều có kề. Phá tâm Bồ Đề hết một báo thân này sanh qua cõi cực đạt Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ vô thường thầm thâm vi diệu pháp ma ba thiên vạn kiếp nán tao ngộ hà thọ trì nguyện dài như lai chân thiện nghĩa. Nam mô hồng danh hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô hồng danh hội thượng Phật. Nam mô hồng danh hội thượng Phật Bồ Tát. Trang 371 731 Đế từ đại bi mầm chúng sanh đại hỷ đại xá tế hàm thức tương hào quang minh dị từ nghiêm đệ tử chi tâm quy mạng đệ chi tâm đảnh đệ ta mô chất đã la bà nấu phật ye tâm đảnh đề nam mô di hạ thinh phật. Ê tâm đảnh đề nam mô đại diệm khiên đà phật. Ê tâm đảnh đề nam mô thân cầu tra phật. Tâm đảnh đề nam mô a thơ gian ái phật. Tâm đảnh đề nam mô thiện quốc độ phật. Tâm đảnh đề nam mô sư tử nan đà cầu xa phật. Tâm đảnh đề nam mô a nan đà bán pha phật. Tâm đảnh đề
Nam Mô Kiến Ái Phật. Ye Tâm Đảnh Đề Nam Mô Ba Đề Ba Vương Phật. Ye Tâm Đảnh Đề Nam Mô Thắng Kế Đâu Phật. Đảnh Đề Nam Mô Phương Văn Thính Phật. Đề Tâm Đảnh Đề Nam Mô Ai Nhãn Tâm Đảnh Đề Nam Mô Chiến Đà Kế Đâu Phật. Đề Tâm Đảnh Đề Nam Mô A Bà Dạ Đạt Đa Phật. Tâm Đảnh Đề Nam Mô Na Sát Đa Vương Phật. Tâm Đảnh Đề Nam Mô Tô Ma Đề Bà Đảnh Đề Nam Mô Nhật Quang Minh Phật. Đề Tâm Đảnh Đề Nam Mô Đại Sưng Phật. Tâm Đảnh Đề Nam Mô Chân Thính Phật. Đề Tâm Đảnh Đề Nam Mô Thuyết Ái Phật. Đề Tâm Đảnh Đề Nam Mô Xưng Ưu Bà La Phật. Đề Tâm Đảnh Đề Nam Mô Ma Đầu La Quang Minh Phật. Đề Tâm Đảnh Đề Nam Mô Tu Pháp Thân Phật. Đề Tâm Đảnh Đề Nam Mô Chất Đa Ý Phật. Tâm Đảnh Đề Nam Mô
Bà Tấu Đà Thánh Tỉnh Phật. Tâm Đánh Đề Nam Mô Tịnh Sân Phật. Tâm Đánh Đề Nam Mô Phật Ý Phật. Tâm Đánh Đề Nam Mô Túc Vương Phật. Tâm Đánh Đề Nam Mô Tỳ Kheo Đà Ý Phật. Tâm Đánh Đề Nam Mô Thắng Ưu Đà Ma. Tâm Đánh Đề Nam Mô Ba Tất Na Trí Phật. Tâm Đánh Đề Nam Mô Từ Thắng Chủng Chủng Quang Phật. Tâm Đánh Đề Nam Mô Phổ Kiến Phật. Tâm Đánh Đề Nam Mô Kiến Nguyện Tâm Đánh Đề Nam Mô Hàng Phục Chư Ma Quay Đức Phật. Tâm Đánh Đề Nam Mô Ma Ha La Tha Tâm Đánh Đề Nam Mô Tâm Hà Bổ Khứ Phật. Tâm Đánh Đề Nam Mô Lạc Quang Phật. Tâm Đánh Đề Nam Mô Phổ Hộ Phật. Tâm Đánh Đề Nam Mô Thanh Tịnh Ý Phật. Tâm Đánh Đề Nam Mô Thành Tựu Nghĩa Phật.
tâm đảnh đề Nam Mô Hương Sơn Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Ma Ni Thân Tịnh Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Công Đức Quang Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Nhật Quang Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Thành Tựu Quang Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Kiến Ái Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Thiền Tứ Duy Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Ta Đã Kiến Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Sư Tử Trạng Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Khổ Hạnh Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Đại Bồ Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô A La Tần Đầu Ba Đầu Ma Nhãn Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Nhật Quang Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô A Di Đà Thánh Tịnh Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô A Nan Đà Lâu Ba Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Cải Thiên Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô La Đà La Quan Phật. Tâm
ma đánh đề nam mô ta la thế nịnh la đa Nam mô Thiện Kiến Phật. Chế tâm đảnh đề Nam mô thân vị Phật. Tâm đảnh đề Nam mô Bà Kỳ La Ta Phật. Đề tâm đảnh đề Nam mô Tu Lợi Đà Na Na Tâm đảnh đề Nam mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật. Tâm đảnh đề Nam mô Ta Bồ Tâm đảnh đề Nam mô Đại Diện Đăng Phật. Tâm đảnh đề Nam mô Lô Hà Già Tâm đảnh đề Nam mô Thanh Tịnh Công Đức Phật. Tâm đảnh đề Nam mô Công Đức Tạng Phật. Tâm đảnh đề Nam mô Pháp Minh Phật. Tâm đảnh đề Nam mô Ma Lâu Đa Ái Tâm đảnh đề Nam mô A Bà Gia Ái Phật. Tâm đảnh đề Nam mô Tuệ Tràng Phật. Tâm đảnh đề Nam mô Hoài Đức Quang Phật. Đức Phật đảnh đề Nam mô Cầu Na Bà Tấu Phật.
tâm đảnh đề Nam Mô Vô Biên Quang Phật. Chị tâm đảnh đề Nam Mô An Lạc Phật. Chị tâm đảnh đề Nam Mô Xưng Thế Đâu Phật. Chị tâm đảnh đề Nam Mô Quang Minh Hồng Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Phổ Công Đức Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Thắng Kế Đâu Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Na Đa Duyên Phật. Chị tâm đảnh đề Nam Mô Bảo Thành Tịnh Phật. Chị tâm đảnh đề Nam Mô Phổ Tâm Phật. Chị tâm đảnh đề Nam Mô Thiện Tâm Ý Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Thiện Ý Phật. Chị tâm đảnh đề Nam Mô Bất Khả Đường Hoài Đức Phật. Chị tâm đảnh đề Nam Mô Sư Tử Tỳ Phật. Chị tâm đảnh đề Nam Mô Quảng Minh Ý Phật. Chị tâm đảnh đề Nam Mô Na Đa Duyên Thiên Phật. Chị tâm đảnh đề Nam Mô Tác Giả Kế Đâu Phật. Chị tâm đảnh đề Nam Mô Thiện Trụ Ý Phật.
tâm đảnh đề nam mô a di đà thiên phật. Tâm đảnh đề nam mô đại tuệ đức tâm đảnh đề nam mô quang minh tràng phật. Tâm đảnh đề nam mô quang minh nhật phật. Tâm đảnh đề nam mô pháp thủy phật. Tâm đảnh đề nam mô thiện pháp phật. Tâm đảnh đề nam mô xin đem nhân duyên công đức để phật này nguyện ứng trên tam bảo chư thiên đồng thần hộ pháp thị tự chứng minh gia hộ ở cuối xin các ban hành ca cấp cùng chư quan chức hữu trách từ bi xót thương cứu xét giúp cho phật sự chi dời và xây dựng mới ôi tam bảo sớm được thành tựu viên mãn. Nam mô hộ pháp sư thiên bồ tát. Nam mô hộ pháp chư thiên bồ tát. Nam mô hộ pháp chư thiên bồ tát. Mai hạ bác nhà ba la mật đa tâm kinh quán tự tài. Thank you.
Hãy
nhật thiết vô hạn. Nguyện đêm trong đường này hướng để khắp tất cả đệ tử và quá này ạ, cái gì ngủ rồi, cái này nhà thì mình nhà.